xin sư giảng cho con về tâm. Ngoài tài liệu Vi Diệu Pháp A Tỳ Đàm thì còn cách nào để học về tâm không? Con vốn bị tà kiến về linh hồn, nhưng về sau khi học được về tâm ý thức và tâm vô ý thức lúc đi hành thiền, con mới tạm đổi danh chế định từ linh hồn thành tâm thôi. Nó giống như bây giờ quý vị nói, giờ quý vị đói bụng thì giờ ngoài ăn ra còn có cách nào khác hay không? Hoặc là bây giờ mình khát nước mà giờ mình ngoài cách uống nước ra mình còn có cái cách nào khác hay không để mà mình hết khát? Thí dụ như bây giờ chân mình nó bị gãy, giờ ngoài cái chuyện mà bây giờ bó bột ra thì nó còn có cách nào khác hay không, thì nó rất là kỳ lạ. Bây giờ á, quý vị muốn biết những cái tài liệu, nghiên cứu kỹ về các thành phần của tâm, phân tích cho nó kỹ tới nơi tới chốn, thì quý vị phải học A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm á, nó có nhiều cấp, từ cái cấp căn bản, mẫu giáo cho đến cao cấp. Quý vị phải vào đó, phải mổ xẻ cái tâm của mình, mổ xẻ cho nó ra tường tận tới nơi tới chốn, thì quý vị mới không còn cái tà kiến về cái linh hồn, cái bản ngã nữa. Chứ còn bây giờ học muốn bỏ nó ra thì thiệt sự mà nói sư cũng không biết giờ mình phải kiếm tài liệu gì. Cái quan trọng là mình kiếm người dạy nó dễ tiếp thu. Đương nhiên phải dạy đúng nha, chứ còn dạy tầm bậy tầm bạ thì cũng như chất quớt. Sư thì cũng không biết là Đại Đức Tuệ Tường có sự chia sẻ gì về câu hỏi này không? Dạ kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Ở trong câu hỏi này, thưa quý vị, ở trong câu hỏi này vốn dĩ là giống như là cái đường vô khu rừng, nó đường đi vô khu rừng á, nó cũng chính là cái đường ra khỏi khu rừng. Và vốn dĩ cái vị này hả, câu hỏi có lẽ là mình chưa có hiểu nhiều lắm, mặc dù ở đây có đề cập đến gọi là ngoài Vi Diệu Pháp A Tỳ Đàm đó. Xin thưa quý vị, thì xin thưa sư xác nhận một lần nữa là Đức Hạnh Tuệ nó chính xác, thưa quý vị. Có nghĩa là về mặt lý thuyết là khi mà ở đây là dùng chữ từ tâm nói chung thôi, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà nói A Tỳ Đàm là tất tần tật về vận hành của vũ trụ, đúng không, về thân, về tâm, về tất cả các cõi, nói chung tất tần tật, thì trong Vi Diệu Pháp đó là có đầy đủ hết, chứ không riêng về cái mảng đơn giản là tâm đâu. Thì vị này nói là con vốn bị tà kiến về linh hồn đó, như vậy đó, vì làm sao mà để hiểu về tâm mà hạn chế linh hồn, thưa quý vị. Xin thưa quý vị là cái sư nhớ có một vị thiền sư, mà sư không nhớ là vị thiền sư nào, cho nên là sư không thể đề cập cụ thể, nhưng mà có một câu như vậy là cái cuốn sách mà đáng đọc nhất là chính là tâm mình. Như vậy thì ở đây phải hiểu như thế nào, xin thưa quý vị, là như vị biết tầng thánh đầu tiên là gì? Tầng thánh đầu tiên là đặc thánh dự lưu, thánh tu đạo hoàng là gì? Dịch chữ gì? Thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Thân kiến là nghĩa là gì? Là cái sự con không có còn, nghĩa là cái niềm, có một niềm tin mà 100% là không có một tôi ta, một bản ngã linh hồn nào ở trong cái thân tâm này đó, thánh đầu tiên. Vậy bây giờ chúng ta hỏi đặt câu hỏi đầu tiên, ủa vậy làm sao đạt được vậy? Xin thưa quý vị, cái câu trả lời là gì? Chính nghĩa là thực hành tới niệm xứ thôi, quý vị. Thực hành tới niệm xứ thôi. Vốn dĩ Đức Phật dạy là gì? Dạy pháp, dạy gì? Giáo lý vô ngã. Có nghĩa là trước thời, trước khi có Đức Phật toàn giác, ngày giác ngộ, thì ngoại đạo họ có khái niệm gọi là khổ vô thường và khổ thì phải có nha, có khổ vô thường, nhưng mà họ không có biết gì về giáo lý vô ngã. Chỉ khi mà Đức Thế Tôn ngài giác ngộ thì khi đó cái giáo lý vô ngã
chính là gì, giáo lý vô ngã tức là gì, tức là không có tôi ta, không có một cái bản ngã linh hồn, không ai điều khiển những cái sự vật hiện tượng đó trên trong vũ trụ này. Nó như vậy mà rõ ràng á, trong bài kinh, xin nhớ là bài kinh Si Lá Hoành Tá, tức là bài kinh giới hạnh quý vị đó, là có nói là rõ đó, nói là rất là rõ làm sao mà để diệt trừ cái khái niệm về cái ngã, cái nghĩa là cái linh hồn tuần tự thế nào đó, thì nó rất là rõ. Nghĩa là ngài Sariputta, ngài trả lời đó là ngài nói là cứ tu tập tuần tự. Như vậy tuần tự là cứ quan trọng, nghĩa là ở đây nó tuần tự tức là sao, tức là quan trọng nhất là phải tu tập tứ niệm xứ, tức là tu tập Vipassana không. Thì những cái khái niệm, gọi những khái niệm về về tôi ta, về linh hồn, về bản ngã đó, thì nó bị diệt trừ từ từ như vậy, rồi đạt đến thánh đạo đầu tiên, thánh quả đầu tiên đó, thì diệt trừ được thân kiến. Cho nên đó, là quý vị phải hiểu là đi đâu cái này câu nào hết, câu này giống như là đi đâu quanh lên quanh cho đời mới mệt đó. Và trong khi cái vấn đề mà trước mắt đó, là chính là hành thiện tứ niệm xứ thôi vậy. Cái niệm xứ đó là cách mà hiểu về giáo lý vô ngã, tức là không có tôi ta, không bản ngã nào ở đây hết, và hiểu chính xác về cái tâm mình, nội tâm mình thế nào, nội tâm mình là có bao nhiêu cái ô nhiễm, và cần bao nhiêu, cần có nhiêu, có bao nhiêu cái kiết sử, và cần đoạn trừ bao nhiêu kiết sử, và từng tầng thánh là đoạn trừ được bao nhiêu kiết đó, quá rõ ràng. Còn một cái điều nữa mà sư muốn nói với vị nè, giống như là bây giờ nè, trong mà gọi là trong cái bài kinh chạm xe đó bị nói về 7 giai đoạn thanh tịnh đó, cũng có nói rất là rõ rồi, đúng không? Thì tu tập hành hành giả đó, nhất là giai đoạn giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đúng không? Rồi đạo phi đạo kia kiến tịnh đó, rồi đặc biệt cái giai đoạn thứ năm là đạo phi đạo kiến tịnh, tức là nói về tệ sanh diệt đó. Nếu mà bây giờ phàm phu chúng ta tu tập mà chúng ta trải nghiệm được cái tệ sanh diệt đó, thì phần nào sẽ nói phần nào, phần nào là mình thì nói chính xác là phần nào mình hiểu về được đó, là cái tâm mình như thế nào, và chính xác hơn là hiểu được về cái giáo lý, cái vô ngã của Đức Phật dạy nó rõ như thế nào, và nó mà mình bớt cái đi cái tà kiến về cái gọi là cái một cái một cái tôi cái ta đó, hay là ở đây nói là chưa hiểu về tâm đó chưa hiểu về tâm đó gì đó. Cho nên trước khi kết thúc câu trả lời này đó, là sư muốn nhắn gửi quý vị là ngoài cái việc mà đúng là học vi diệu pháp chính xác là rất là tốt, thậm chí hỗ trợ trong hành thiền nữa đó, hiểu về tâm tâm sở không, pháp chân đế, pháp tục đế, rồi sắc pháp niết bàn vân vân, đúng không? Thì cái mà rốt ráo và cái hiệu quả nhất đưa đến hạnh phúc tối thượng, đưa đến cái mình hiểu về tâm, mình không còn bị tà kiến, bị linh hồn nữa, thì bắt buộc mình phải trải nghiệm pháp hành, tức là hành tứ niệm xứ, còn mình sống như là sống chánh niệm tỉnh giác đó, còn hay gọi là thực hành Vipassana. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Xin cảm ơn Đại Đức Tự Tường đã trả lời. Và quả thật như vậy đó, muốn thấy rõ được tam tướng thì chỉ có cách thực hành tứ niệm xứ một cách đúng đắn. Sư vẫn luôn nhấn mạnh là thực hành một cách đúng đắn. Thì khi chúng ta thực hành một cách đúng đắn thì ba cái tướng trạng của tất cả các hành nó sẽ hiện lên, là sự vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi đó chúng ta sẽ dần bỏ được các cái thể loại tà kiến. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.